Một kèo đấu cho Son đối đầu với Egypt, nó khó ngang với cái kèo cho Son xem. Vâng, cho Son Egypt trận thi đấu thứ tư giữa Chim Sẻ Nắng và BB. Vâng, quả đầu lại còn thế này nữa. Vâng, có lẽ là cộng đồng đã rất mong chờ một danh hiệu cá nhân dành cho BB. Có lẽ đây là thời điểm thích hợp nhất để BB có thể có được một danh hiệu cá nhân ở trong nội dung solo random, điều mà BB chưa làm được từ trước đến nay. Và hôm nay thì các bạn có thể thấy mọi thứ đang thiên về BB. BB đang có một cơ hội rất lớn. Vâng, mặc dù là... Vâng, theo như cộng đồng thì... Vâng, ngày hôm trước thì GameTV cũng đã bị vâng, cộng đồng phản ứng rất mạnh mẽ vì cái tên giải. Nhưng sao, đối với tôi thì đây vẫn đang là ba game thủ. Chim Sẻ Nắng, Hồng Anh và BB cũng đang là ba game thủ có khả năng solo, trình độ solo đánh thuộc hàng kinh khủng nhất Việt Nam rồi. Không có những cái tên nào khác có thể kiểu xứng tầm để vượt qua. Vì thế nếu như ai đó giành được thắng lợi tuyệt đối để lên ngôi vô địch thì cũng là rất xứng đáng. Khi mà đều là đối thủ thì đều là những người kiểu đều những cái tên nó rất là sừng sỏ. Vâng, Chim Sẻ, Hồng Anh, BB. Vâng, ở giải đấu Trung Việt khi đối đầu với VNLV ở trong một trận đấu loại trực tiếp thì BB cũng đã thể hiện được khả năng solo random của mình. Trong một trận thi đấu tôi vẫn nhớ rất rõ là trận thi đấu mà BB là người cầm Crack và VNLV là người cầm Pho. Vâng, các bạn có thể tìm và xem lại trận thi đấu đó. Vâng, quả phụ. Hay đây mới là quả đầu nhỉ? Vâng, đây mới là quả đầu, quả trên dốc kia là quả phụ. Hai bãi quả gần ngang nhau. Hai bãi quả đều là quả 6. Hai bãi quả đều là quả 6. Nhưng mà lấy thước ra đo thì tôi thấy nó cũng ngang nhau thôi. Nhưng bãi quả phía dưới nó đẹp hơn. Nó không dốc. Bầy hiêu đầu của Chim Sẻ là một bầy hiêu mấy đây? 6 à? Hiêu đầu. Vâng, 5 con ở nhà như vậy đây là bãi hiêu đầu 7 con. Bây giờ mới đá con hiêu thứ 6 về. Vâng, chưa thể kích được đời. 9 tròn. Vâng, đúng 9 tròn, 900 kích 2. Vâng, nếu như tìm thấy bãi quả đầu ở dưới trước cơ thì mới có thể F2 chuẩn được. Với 7 con hiêu đồ về nhà. Nhờ ăn bãi quả ở trên nó dốc quá. Không ép được sớm. Gỗ đầu của Chim Sẻ trận này không phải là quá xấu. Có xấu thì là xấu bãi quả mà ăn nó dốc như kia thôi. Vâng, bài ekip 7%, Chim Sẻ quyết định resize luôn, 4-0 dành cho BB. Vâng, thừa quả, không ăn. Vâng, bài voi hiêu và quả, mấy quả phụ rồi.
Kinh vậy. Vâng, bài này có đánh thì cũng thua rồi. Quyết sớm tiết kiệm thời gian.